Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn đến với, giới thiệu cái sản phẩm camera ngụy trang mini U8 hình USB. Đây này, cái bề ngoài của camera này. Pin lượng góc quay. Thôi, mở camera vô. Đây, mà nó giống như là một cái USB bình thường vậy thôi. Lúc đây vậy. Trong này là cái khe cắm thẻ nhớ nè. Giờ mình bỏ thẻ nhớ vô. Bỏ thẻ nhớ vô thì các bạn bỏ cẩn thận nha, nhớ bỏ cái mặt này. Cái mặt mà có miếng này lên trước. Đó. Rồi. Đây nó có ba cái nút. Đây là tín hiệu đèn. Đây là mắt camera. Đây là cái mic. Thì giờ mình để về ha. Nút này nút mở nguồn nè. Đó, mở nguồn rồi nhấn vô đó camera, nhưng mà cái thiết bị mình nó sẽ rung rung một cái. Rồi vậy là thiết bị đã hoạt động. Thì tiếp theo là chức năng của ba nút này. Cái nút trên này là cái nút để chụp hình, cái nút ở dưới này là cái nút để ghi âm, và cái nút bên đây là cái nút để quay phim. Rồi để bạn muốn chụp hình thì nhấn một cái đây, chụp hình thì đây nhấn một cái đó, đèn chớp cái đó, chụp hình đó. Đúng không, chụp hình xong rồi đó, muốn chụp hình nữa nhấn một cái nữa đó, rồi đó chụp hình đã lưu xong. Bạn muốn ghi âm, ghi âm thì nhấn lúc này nhấn một cái rồi cho đèn tắt. Đèn tắt là nó đang ghi âm á. Ghi âm thì thu tiếng thôi, cái gì đó. Rồi nhấn cái nữa thì đèn đỏ lên vậy, nghĩa là nó đã lưu cái file ghi âm lại. Còn mình muốn quay phim thì mình nhấn nút bên này, nhấn nút này à, nhấn một cái thì cái đèn nó cũng tắt luôn đó, nhấn một cái chụp chụp tắt. Tắt là nó đang quay đó nha, chứ không phải tắt là nó tắt đâu. Tắt là nó đang quay camera này nè, bạn phải chỉ vô cái gì mình muốn quay á. Rồi mình muốn ngưng lại thì cũng nhấn cái nút bên đây, nhấn bên đây nhấn lại đó. Rồi vậy chế độ đèn màu đỏ này là chế độ đang hoạt động để mình muốn xem được những cái nội dung mình vừa chụp hình quay phim hay là cái gì á, thì mình sẽ cần một cái máy vi tính. Mình cắm vô máy tính giống đây mình có cái máy. Rồi cái này là cái thẻ nhớ mình gặm vô máy vi tính ha. Đó mình mở vô thì photo thì nằm, chụp hình thì nằm chỗ này. Rồi hình mở ra đó ha. Còn cái thư mục này là thư mục record là thu âm á. Mở lên đây có file thu âm đó. Rồi thu, nãy giờ mình nói gì là nó thu lại hết. Đợi mai xong tắt cái này đi, tắt cái này chỗ nào ta. Rồi đây mở cái này là video nha, video cái này đó, video vô tắt là nó đang quay đó nha, chứ không phải tắt là nó tắt đâu. Rồi nó quay lại luôn, rồi xong rồi. Cái file thêm này để mình chỉnh thời gian cho cái quay của mình nè. Mình chỉnh lại giờ thực tế, mình save lại cái là khi mình quay ra là nó có cái thời gian đó luôn đó. Rồi cảm ơn các bạn nha.